trong mùa mùa xuân sắp đến. Xin chúc tất cả các quý vị có mặt trong buổi tối đêm nay cùng gia đình, bạn bè thân hữu một năm mới thật là an khang thịnh vượng, và nói tóm lại là mọi sự tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị. Và sau đây xin gửi đến quý vị nhạc phẩm rất là dễ thương mang tựa đề Xuân Yêu Thương. Yo! Woo! Hả? Chị ơi, không được nhảy, ngồi dưới vỗ tay nào hay biết không? Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.